Tâm sự một nữ kỹ sư. Tôi ở huyện Mẫu Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, là một phụ nữ mắc bệnh ung bú nan y. Vào năm 37 tuổi, tôi bị bú mật thời kỳ cuối. Mật của tôi hiện đã được cắt bỏ, nhưng do cắt bỏ mật vào giai đoạn bệnh đến thời kỳ cuối nên tình trạng không ổn như lúc mới phát. Bởi vào thời kỳ cuối, những tế bào ung bú đã phát tán khắp thân nên dễ tái phát tràn lan. Sau khi cắt bỏ túi mật rồi thì tử cung tôi lại mọc thêm 3 ung bú. Tiếp đến, buồng trứng bên trái sinh 1 bú. Chưa đầy nửa năm, buồng trứng bên phải cũng có 1 bú nữa. Tiếp theo là cổ họng lại sinh bú. Mọi người nghe tôi nói chuyện giọng khàn khàn. Sức khỏe của tôi cực suy, không thể tiếp nhận được những cuộc đại phẫu thuật. Do vậy mà chẳng thể mổ tử cung, buồng trứng, vân vân. Riêng yết hầu của tôi bị bú, chỉ cần hả miệng dùng kính soi cũng thấy rõ. Nhờ vậy mà bú ở yết hầu đã cắt được. Hiện tại giọng nói vẫn còn khàn. Sau đó bao tử cũng sinh bú, trực tràng cũng bị bệnh. Mọi người thường gọi là bệnh trĩ, nhưng thực chất không đúng, nơi đó cũng bị ung bú. Những thống khổ tôi chịu vẫn chưa hết. Bị bệnh lại lan đến phổi, cực kỳ ác liệt. Nửa phần trên phổi trái có 5 ung bú. Tôi bị bệnh khổ hành hạ, dày vò đến hôn mê bất tỉnh. Tôi thường ho ra máu, máu lẫn đầy tạp chất lợn cợn, ho ra từng bụm máu. Tất cả bệnh này của tôi đều do ác nghiệp sát sanh tạo thành. Tôi chuyên bán các ngư cụ, đánh bắt hải sản và cung ứng đủ loại thủy tộc cho mọi người dùng. Tôi làm việc từ năm 1981. Tuy hộ khẩu ở huyện Bảo Thanh, nhưng phạm vi buôn bán mở rộng đến khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị. Khắp người tôi giờ mắc bệnh ung bú thống khổ, thấy điều do sát nghiệp. Sau này học Phật Pháp rồi, tôi mới hiểu. Lúc chưa biết đạo, tôi đã phá thai 2 lần. Đây là đại ác nghiệp. Khi bệnh vật vã, tôi gã quỵ trên giường, nằm thở thôi thớp. Tôi nếm đủ mùi khổ, vì hễ phía trên vừa ho sù sụ là phía dưới nước tiểu bắn ra ướt quần. Do vậy mà tôi phải lót băng, bởi vừa ho là xón tiểu ngay. Hơn nữa còn bị các bệnh khác dày vò hành hạ, khổ hết chỗ nói. Lúc này bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống được 1 tháng. Tóc tôi bạc trắng hết do dùng thuốc và trị hóa chất. Sau đó không thể hóa trị nữa, bởi tôi quá suy yếu, hết tiếp nhận nổi. Do hóa trị một nửa diệt tế bào ung thư, một nửa là diệt tế bào lành, mà tình trạng sức khỏe tôi như thế thì không thể trị hóa chất tiếp nữa. Tôi yếu đến không thể đi đứng, chỉ cần nói chuyện vài ba câu là chóng mặt muốn xỉu. Tôi không thể nói mà cũng không còn sức lực chi. Sau đó nghe con tôi kể có hòa thượng Thể Huệ đang tổ chức Phật thất. Nghe đồn lực gia trì của Phật thất này rất mạnh. Thế là tôi ngỏ ý muốn tham dự thử. Nhưng ông xã và mẹ chồng lẫn mẹ ruột đều không cho đi. Nhất là mẹ ruột tôi, bà rất cưng tôi, khăng khăng tuyên bố thà để tôi nằm nhà trị bệnh mà chết, chứ nhất quyết không cho tôi đi vào con đường mê tín như vậy. Bà bảo nếu tôi cứ liều lĩnh đi thì với tình trạng sức khỏe suy yếu như thế này, e rằng tôi chưa đến nơi thì đã bỏ xác trên hỏa xa. Sau đó con trai tôi ra sức thuyết phục, nó thưa với mẹ tôi: Ngoại ơi, xin đừng có ngăn cản mẹ cháu nữa. Bà yêu con gái cháu thì cũng biết thương mẹ mình vậy. Nếu cứ để mẹ cháu nằm nhà chờ chết thì chi bằng để cho mẹ thỏa nguyện đi, được tội ý đến với Phật Pháp, làm cuộc thí nghiệm thử coi sao. Lúc đó bác sĩ tuyên bố với cả nhà tôi rằng mạng sống cô này chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Thôi thì cô ấy thích ăn gì cứ cho ăn đi. Mẫu thân không cho tôi đi là vì muốn trong thời gian cuối này được bày tỏ hết lòng yêu thương dành cho con gái. Khi mẹ đội rửa chân cho, tôi thật chẳng nỡ để cho mẹ tôi làm như vậy. Nhưng vì muốn làm cho bà vui lòng, tôi đành để cho mẹ tùy ý, không muốn bà phải ôm ấy nấy sau khi tôi chết đi. Vì vậy mà đành chì chân ra cho mẹ tôi rửa.
Lúc mẹ rửa chân, tôi rơi nước mắt đầm đìa. Khi mẹ đồng ý chịu cho phép tôi đi, thì con trai tôi, lúc đó là sinh viên theo học viện nghiên cứu, liền xin nghỉ học để hộ tống tôi đến Phật Thất. Phật Thất tổ chức tại Bảo Lâm Thiền Tự ở Cẩm Châu, Liêu Ninh. Khi đó tôi bước đi không vững, nhờ có con trai và một bà bạn ở Hắc Long Giang đồng phụ đỡ dìu đưa tôi đi. Đến Phật Thất, hàng ngày tôi phải bái Phật tới ngàn lễ, tu toàn là niệm Phật, lễ Phật. Vậy mà kỳ tích xuất hiện. Tại Phật Thất, sư phụ dạy tôi khi niệm Phật gì cũng không nghĩ đến, tâm không tạp loạn, chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Rồi sư dạy tôi lễ Phật. Tôi thọ Bát Quan Trai Giới, hành trì theo đoàn thể. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày, tôi rất mừng vì không còn ho nữa. Thấy tôi ngưng ho thì sư phụ bắt tôi lễ Phật, mỗi ngày phải lễ tới ngàn lạy. Mà với tình trạng bệnh của tôi lúc đó, tôi đứng còn không vững nữa thì nói gì đến lạy. Tôi nghĩ, vì sao sư phụ vẫn bắt con lễ Phật chứ? Thế là tôi khóc. Vì lễ không đổi nên tôi bật khóc. Nhưng sư phụ vẫn không mềm lòng. Ông cương quyết ép tôi phải lễ Phật, dù lễ không đổi cũng phải lễ. Nghĩa là có lễ được hay không, tôi cũng phải lễ. Tôi lễ Phật được một tuần thì sư phụ bèn đi thật nhanh quanh đạo tràng. Tôi cũng chạy theo, bởi vì tôi bệnh phổi, trong phổi ứ đầy tạp chất, không thông, tôi không còn khí lực và nó chẳng ra hơi. Vậy mà còn phải chạy, rất dễ bị ngạt thở chết. Tôi không dám chạy, nhưng sư phụ khuyến khích tôi. Tôi bèn thí nghiệm chạy thử, bước từng bước thật nhanh. Ôi chao, từ từ tôi cảm thấy dễ chịu. Thế là tôi yên tâm rảo bước theo sư phụ, lên lên xuống xuống, lòng rất vui. Tiếp đến tuần thất thứ hai, phải leo núi. Sư phụ hướng dẫn tôi đi. Thấy ngài leo núi, tôi không dám lên theo vì sợ mình sẽ chết. Bởi tôi biết rõ sức khỏe của mình khó kham nổi. Nhưng sau đó, sư phụ đến dìu tôi và động viên nói rằng, Triệu Lệ Bình, hãy ráng lên núi nha. Tôi nghĩ, phải nghe sư phụ thôi. Ngài dạy gì, tôi đều vâng theo. Thế là tôi ráng sức lên núi. Núi này cao, dốc đứng, đường toàn là dốc. Tôi bò từng bước, lên được tới đỉnh núi, tôi mừng đến lệ tuôn đầy mặt. Tôi đứng trên núi thầm nghĩ, thật là ngoài sức tưởng tượng, không ngờ mình lại có thể leo lên và đứng được trên đỉnh núi. Lặng ngắm bầu trời biên biếc, cây cối xanh tươi, tôi cảm động vô hạn. Vì chính Phật Thất của sư phụ đã cứu vớt và ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Sau đó, tôi tham dự từng đợt Phật Thất của sư phụ tổ chức. Mãi cho đến hiện tại, hồi đó, khi tôi bệnh, đầu tóc bạc hết hai phần, còn một phần thì ngả màu tro xám xịt. Nhưng tôi vẫn một bề theo sư phụ đã thức. Đến bây giờ, khi các bạn đạo gặp lại tôi, họ đều suýt xoa. Trời ơi, tóc Lệ Bình đen lại rồi nè, hay thiệt đó nha. Họ đứng trước tôi trầm trồ, ngắm nghía và cứ khen mãi. Tôi thật là vui. Trước đây ở nhà, mỗi khi dùng bữa, tôi đều phải ăn cháo. Vì vậy khi đến dự Phật Thất, tôi rất lo, bởi ở đây toàn ăn cơm. Tôi nghĩ bao tử mình bệnh nặng như thế, làm sao ăn cơm được. Nhưng sau khi tôi theo dự Phật Thất rồi, hiện nay nếp sinh hoạt chẳng hề khác người. Tôi ăn dễ dàng, hơn nữa mặt mày khí sắc còn rất hồng hào. Thật đó. Bây giờ khi theo mọi người nhiễu Phật, niệm Phật, tôi rất muốn niệm lớn tiếng. Hồi trước lúc mới tham dự, tôi niệm chẳng có hơi, khó thành tiếng. Giờ đây tôi đã có thể niệm ra tiếng và còn niệm lớn nữa. Còn các bệnh như ung bú, tử cung, buồng trứng, vân vân, hiện tại tôi chẳng thèm đi khám hay kiểm tra.
tôi tự biết nó ra ổn. Vì sao ư? Tôi 37 tuổi bắt đầu bị ung bướu, bạc kinh nguyệt đã 3 năm. Trước đây bác sĩ từng nhắc tôi phải lưu ý, hãy thấy có hiện tượng ra máu lần nữa thì coi như tiêu. Tôi có hỏi bác sĩ tại sao, thì ông đáp: tử cung của bà đầy bướu, nó mọc chen chúc dồn ép. Nếu bây giờ nó bể ra, tất nhiên là đại xuất huyết thì phải chết thôi. Lại thêm 2 buồng trứng của bà đều có bướu, cực kỳ xấu. Sau khi tôi tham gia Phật thức của sư phụ, rồi dự các Phật thức kế tiếp nữa, thì đột nhiên trong thời gian này, tôi cảm thấy bụng mình rất đau, đau dữ dội. Xong Phật thức thì sư phụ quay về Đài Loan, còn tôi thì về quê mình ở huyện Bảo Thanh. Thầm nghĩ, nếu sư phụ mở Phật thất nữa thì tôi sẽ tham dự tiếp. Về nhà rồi, tôi bỗng thấy phần bụng của mình cực kỳ nóng, như có luồng điện đang đun nấu và tỏa khí nóng khắp bụng dưới, khiến tôi có cảm giác có một chút đau. Tôi nghĩ thầm, vì sao lại như vậy? Tôi thấy tình cảnh của mình có thể giống như lời bác sĩ từng cảnh báo là mạng sống sẽ tiêu ma, e xảy ra đại xuất huyết. Nên tôi vội lao vào nhà vệ sinh, bỗng nghe hạ thể kêu xòa một tiếng lớn, rồi trong bụng có vật gì tuôn ào ra. Tiếp theo là cảm giác thư thái dễ chịu. Khi tôi đứng dậy, nhìn vào bô, thấy toàn máu đỏ. Trong đó có một khối u hình tròn, có một cái chén nhỏ, mặt bằng phẳng, nhưng xung quanh giống như là hoa 6 cánh. Sau đó tôi chẳng biết bệnh tình của mình tốt hay xấu, liền đi đến bệnh viện siêu âm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bác sĩ kiểm tra xong lại bảo: bệnh của bà bây giờ lành rồi, không sao hết. Từ đó cũng rất, tôi hồi phục như người bình thường, chỉ còn bệnh phổi. Nhưng tôi dứt khoát không đi khám trị gì nữa, bởi tôi nghĩ đầu tóc mình đã đen lại, bệnh dù không lành hoàn toàn thì thể lực của tôi cũng rất tốt, khỏe như thế này là đủ rồi. Hiện giờ tôi đã có thể làm việc, sinh hoạt bình thường như bao người. Nhờ cơn bệnh khốc liệt này của tôi mà ba chồng, mẹ ruột, chú út, thím út, em trai, em gái, tất cả thân dân từng chứng kiến cảnh tôi bị bệnh hoạn thôi thớp, đến bây giờ tôi lại khỏe an như thế này, và bây giờ việc gì cũng có thể, thì ai nấy đều tán thán: Phật pháp thật vi diệu, không thể nghĩ đường. Không chỉ khen như vậy thôi đâu, mà tất cả bọn họ đều xúm nhau ăn chay niệm Phật hết ráo. Ba chồng tôi năm nay 81 tuổi. Trước năm 1949, ông là nhà cách mạng lão thành, lập chiến công, huân chương nhiều. Ông chỉ tin chủ tịch Mao thôi, ngoài ra không tin gì khác. Nhưng bây giờ tất cả đều làm giống nhau, quay sang ăn chay, niệm Phật, tu tinh tấn. Chú hai, em chồng của tôi trước đây là chủ tiệm ăn Bảo Thanh nổi tiếng, vì đây là nhà hàng bề thế nổi danh, ai cũng biết, ngày nào cũng giết một số lượng vật rất lớn, vì lúc nào cũng có người đặt tiệc, ít nhất là 10 bàn, nên tiệm phải giết đủ thứ các hải sản tươi sống, gồm cá, tôm cua, hải sâm, vân vân, nghĩa là sát sinh vô số, không thể đếm hết, và thu được rất nhiều tiền. Nhưng thông qua cơn bạo bệnh của tôi, vợ chồng chú hai cương quyết bỏ nghề, họ chuyển đến phố Thông Hoa làm công cho người, triệt để từ bỏ nghiệp sát. Từ khi chứng kiến cảnh trạng của tôi, không riêng gì người nhà tôi quay sang ăn chay niệm Phật, mà kể cả các bạn khắp huyện Bảo Thanh, ai cũng đều tin sâu Phật pháp. Tu hành chân chính là như thế. Tôi đặc biệt tri ân sư phụ. Kể từ khi theo dự Phật thất của ngài, tôi thu được rất nhiều lợi ích. Không những thân được đại lợi, mà tâm cũng thăng hoa, tiến cao. Tôi học được rất nhiều điều hay từ ân sư. Phật thất của sư phụ không những cứu mệnh tôi, mà còn giúp tôi noi theo đức hạnh cao cả của ngài. Tôi nói đúng câu này bởi tôi không phải là người tốt. Lần đầu khi nghe mọi người bảo có lão hòa thượng Thể Huệ từ Đài Loan sang đại lục tổ chức Phật thất,
Khi đó tôi chưa tin đạo, không hiểu gì về Phật giáo nên rất ngạo mạn. Dù không biết rành về Ngài, tôi vẫn mở miệng phỉ báng đàm tiếu. Tôi dùng thành kiến vô thần của mình để đo lường, tưởng tượng xấu, rồi mặc tình phê phán, dè biểu. Tôi chê: vị sư này bất hảo đủ điều, không có chỗ nào được hết. Ngay khi viết những dòng này, tôi rất ăn năn, chỉ muốn thốt to lên rằng: sư phụ, con xin thành tâm sám hối với Ngài. Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng nằm bên cửa tử, mới khởi tâm muốn đi dự Phật thức, vì nghe đồn sức gia trì từ Phật thức của Ngài rất mạnh và linh. Tôi đi để cầu mai thôi. Những nghiệp ác tôi làm như sát sinh, phá thai, phỉ báng, dèm chê sau lưng Ngài, vân vân, tất nhiên là sư phụ biết hết. Ngài biết rất rõ, nhưng vẫn luôn tự ái, quan tâm, chăm sóc một kẻ đại ác, đại sát sinh, đại khẩu nghiệp như tôi. Bất kể đi đâu, ác gì, Ngài đều để dành phần cho tôi và giải thích rằng Triệu Lệ Bình bệnh hoạn, suy yếu lắm, hãy đem cho cô ta dùng. Tại Phật thức, Ngài cứu mạng tôi bằng cách giáo hóa, vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Và một kẻ ngạo mạn vô thần như tôi đã bị đức hạnh cao tột của Ngài cảm hóa, chiết phục. Sư phụ càng đối tốt, càng ưu ái, thì tôi càng cảm thấy ăn năn xấu hổ, càng bồi phục và tri ân. Từ đó tôi thành tâm theo dự các Phật thức của Ngài liên tục gần 3 năm. Tính ra sư phụ đã tổ chức hơn 50 Phật thức. Trong suốt thời gian này, sư phụ không phải chỉ đối tốt với riêng mình tôi, mà là với tất cả. Vì vậy mà tôi rất tôn kính Ngài. Đến khi bệnh lành rồi, tôi vẫn còn muốn theo dự Phật thức của sư phụ, vì muốn học theo đức hạnh của Ngài. Lúc tôi ở Ngũ Đại Sơn, có gặp một cô bé khoảng 16 tuổi, người Tây An. Em mắc chứng bệnh, hễ ăn vào là ói. Trước đây em vốn rất xinh đẹp, khả ái, thanh tú, nhưng từ khi bị bệnh, em tăng cân vùng vụt, từ 45kg thành 85kg, phục vịch, mập ú. Em đi khắp nơi tìm thầy, do em là cô nhi không cha mẹ nên rất đáng thương. Sư phụ cũng cho phép em đi theo Ngài. Lúc đó tôi nghĩ, sư phụ sao lại làm như vậy chứ? Con bé này bị chứng nan y, Ngài dẫn nó đi theo bên cạnh, lỡ như mà bệnh không khỏi thì sẽ làm tổn thanh danh của Ngài. Lúc đó tôi chỉ lo cho sư phụ nên nghĩ vậy, nhưng sư phụ chẳng hề quan tâm tới điều này. Ngài bảo tôi: Lệ Bình, con bé nó đáng thương lắm, con qua xem nó, coi nó như con và chăm sóc quan tâm nó. Con bé đã bộc bề đi theo tham dự các Phật thức của sư phụ cho đến tận Ngũ Đại Sơn. Sau đó thì nó không theo nữa, vì bệnh đã hết, nó phải về nhà làm việc. Suốt thời gian theo sư phụ, tôi học được rất nhiều bài học quý từ đức hạnh của Ngài, những phẩm chất cao thượng mà thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến qua. Cho nên dù bệnh lành rồi, tôi vẫn tiếp tục tham dự Phật thức của sư phụ. Tôi rất muốn học tập theo Ngài. Trong lòng tôi, Ngài là một cao tăng đức hạnh cao tột, là một vị đạo sư cực kỳ vĩ đại trên thế gian. Ngài đã làm cho tôi khâm phục, cảm động đến rơi lệ. Càng theo sư phụ đã thức, tôi càng thấy đức hạnh của sư phụ tuyệt vời. Bởi vì trong cuộc sống thế tục này, tôi chưa từng gặp qua ai có phong cách như vậy. Khi tiếp xúc với bậc chân tu mẫu mực như Ngài, tôi mới biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phụ thân tôi vốn là một giảng sư cao học, mẹ tôi cũng là giáo sư đại học. Không những tôi tiếp thu đầy đủ tri thức của ba mẹ mà còn tốt nghiệp bằng cấp cao, nên những người tôi tiếp xúc đều là giới trí thức thượng đẳng. Con trai út tôi là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Nông Lâm Vũ Hán. Có thể nói, cả đời tôi toàn là tiếp xúc giao du cùng với trí thức cao cấp thượng lưu. Họ là những người mà tôi coi trọng, bởi có câu: vạn ngành đều thấp, chỉ học thức là tối cao. Đây là lời tuyên bố của cổ nhân. Thế nên trong tâm, tôi luôn vọng hướng theo tôn chỉ này, thường nhìn và dõi theo giới có học thức tối cao để xem bản thân họ thực sự có tư chất,
tác phong u mỹ tốt lành như thế nào mà cổ thánh tiên hiền hằng ca ngợi hay không. Nhưng thú thật, sau khi tiếp xúc với sư phụ, tôi mới phát hiện ra sư phụ cao tổ sáng chói, vượt xa giới trí thức thượng lưu rất nhiều. Thỉnh thoảng những lúc đi kinh hành diễu quanh Phật, tôi thầm thú nhận: Bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu và cảm ngộ triệt để câu thập phương thế giới ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Con xem cùng khắp mười phương thế giới cũng không thấy ai tuyệt vời như Phật. Chư Phật đúng là từ bi và cực kỳ vĩ đại vậy. Triệu Lệ Bình. Nam mô A Di Đà Phật.